Hello mọi người. Sáng giờ mình đi giao cà na cũng được chút đỉnh tiền. Mình đầu tư vô mấy con cá mọi người. Có mua được mấy con cá hồi lúc nãy ghé cái tiệm mà người ta ương cá cá mà để bán cho mình á. Nãy mình có quay lại chút đỉnh mọi người coi đỡ nha. Coi tham khảo. Với lại mình vô đó mình không có nói nhiều. Ô, bay ra ngoài à. Dạ. Cái hồng chung luôn hả con? Ừ. Chặt quá không? Dạ. Cái này mình có cần về ương lại không con? Hay thả luôn? Thả ra ngoài nó mới mau. À. Để về thả thử coi nó sống không? Sợ phèn. Dạ, con sợ phèn. Hầm con hiện giờ nó nước xanh lét à, cả khu trên đó đó, bữa thả mấy cá vào đếm chết đây ra ra. Cá này cá lưỡi hồng nữa, 60.000 một ký á, giờ mình sẽ mua về mình thả thử nó sống không. Đây là 1 ký. Mình vô cái bọc này thì giữ được bao lâu con? Chè tiếng hả? Nó mà gửi đi xa rồi chắc bọc bự à. Đây trong cái bao này nè nha mọi người. Giờ mình sẽ nhờ anh Nghiêm móc mấy con cá ra nha. Coi coi nó còn sống không. Cái này. Bỏ từ trưa tới giờ. Rồi cái gì mà hồng, đỏ đỏ hồng hồng với ta. Cá lưỡi hồng với cá tư tượng. Cho này non hung hung là gì? Tao mở mở ra coi nó còn sống không. Ủa con quay 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 ra dục nước luôn rồi. Tông nó thức ăn á, nó ối ra hả? Con này là con cá gì đây? Đây là cá lưu hồng nha mọi người. Còn còn cái cá này là 60.000 một ký á, ở dưới rồi sống luôn. Ở dưới chỗ hồi lúc nãy mình mua á. Còn đây là cá tư tượng. Cá này là chiên xù cuốn bánh tráng là ngon lắm nha mọi người. Nhưng mà bây giờ nó còn nhỏ quá. Mình nuôi cho nó lớn lớn chút xíu. 2 ký thì thấy cảnh. Cá tư tượng đó là hồi nãy lúc nãy mình mua là 4.000 con đó nha mọi người. Với là mình mua có 25 con à, mình thả thử coi nó sống được không. Nếu mà sống thì mình sẽ thả thêm. Mỗi cái một loại. Mỗi được của sao? Đây, đi đem ra hầm đây. Mấy bạn đi theo nha. Cái hầm của mình ở ngoài đây nè. Rồi mấy bữa trước mình cũng có quay một cái clip mà xử lý nước á mọi người. Rồi có đăng ở bên cái kênh của anh Nghiêm á, kênh miền Tây quê tôi. Thấy không có cái hiệu quả, chết. Bữa trước có thả cá trê với cá dầu đém. Mà cá dầu đém thì mình cũng thấy có chết
một hai con vậy đó. Mà bây giờ thì không thấy chết nữa, không biết nó có chết hết chưa à. Nó chết hết rồi mình không thấy chết nữa. Nó thấy nó chết nó nổi lên vậy mà không thấy. Có cá tươi ụp hà đó, mai mình mua thức đi. À, bây giờ mình sẽ thả thử mấy ít con cá tươi tượng với cá đưa hồng nha mọi người. À, thấy mấy anh em làm YouTube ăn toàn là tôm hùm không à, bây giờ mình tự đầu tư. Tới mai mốt mình tự quay cho quay clip cho mọi người coi. Con. Đó thì con coi đi. Thôi cho con đi. Cho sao, con sao hả? Cho được, múc bự đi rồi cho. Thôi. Không được con. Không muốn được. Trời xuống, bắt coi luôn. Té luôn là bệnh luôn. Xuống bắt coi luôn. Cho con đi mà. Đó mình xử lý nước nó xanh xanh vậy mà thấy cũng đạt rồi nha mọi người. Hết trời mạnh ghê không? Với lại cái cục rơm này hồi cái clip mà hướng dẫn xử lý nước đó, mình cũng đã nói rồi. Bây giờ mình nói sơ sơ lại cho mọi người nghe nha. Ai mà chưa có nghe mình sẽ nói sơ sơ lại. Là cái xử lý nước này là mình xử lý bằng lân điển. Nước nó cho nó xanh lại. Hồi lúc trước đó, thì mới múc cô bé vét mương lại thì nó phèn không à, nó đỏ chạch hả. Rồi mình mới rải xuống hai bao lân điển á, nó mới xanh như vậy nè. Còn rơm này nè mọi người, mình để cho cái nước chua nó ra khi mà trời mưa nó phèn ở trên bờ đó, nó tuột xuống thì cái nước rơm này thì nó sẽ làm cho cái nước nó bảo nó hòa quyện với cái cái nước phèn á, thì nó sẽ làm nước mình tốt, con cá mình nó không có bị chết bậy. Cái đường hồng kìa, mạnh ghê, sung ghê. À, vậy mà hiện giờ thì mình chưa có mua thức cho nó ăn nữa, tính là ngày mai mua chút đỉnh thức ra cho nó ăn. Chắc mai mốt cho nó ăn gốc này quá. Cho nó gom về đây để mình quay phim cho mọi người coi. Còn ở đằng đó thì có cây cầu cách ra. Nó cảnh nó không có được đẹp cho lắm. Mình tế nhị chút xíu. Cầu cá miền Tây nha mọi người. Cái hầm mình có mấy cái lá ở dưới đó là bông súng á mọi người. Bông súng đó là thường thì mùa nước á thì mình nấu lẩu mắm á, ngon lắm ạ. Bây giờ để sáng ngày mai mình sẽ quay clip lại, mình ra mình thăm coi nó có chết không nha các bạn. Để sau đó mình sẽ thả thêm một vài loại cá xuống đây nữa. Bây giờ cái hầm này là có cá điêu hồng nè, cá tư tượng mới thả nè, cá dầu đếm nè, rồi cá trê nè. Đó, mình dự định là làm nhiều loại cá để mai mốt mình quay làm clip cho các bạn xem. Cái gì con? Cho bắt cá. Bắt cá hả? Dạ. Thôi để mai mốt nó bự đi rồi mình câu cho con câu nha. Nha. Chứ bây giờ nó xuống hầm là sao câu, sao bắt. Thì tốt ghê. Thì lấy cái thằng con thằng lần. Thấy không thằng lần? Lấy con thằng lần. Không, cá lóc mình mới câu thằng lần được. Nghe lấy thằng lần chơi. Ở phía đó mình có nuôi bầy vịt á mọi người. Tính là mấy mốt mình cũng làm clip á, làm món này món kia cho mọi người xem. Rồi, tại ở miền Tây thì mùa này lúc này ở ngoài đồng nó không có cá, không có cái gì á, chỉ có cá rô hụt bí không được. Hôm bữa mình có quay rồi á mọi người. Thả mấy con cá này xuống nó cũng lội cũng mạnh ghê ha. Ha. Có lý ha, thấy chắc cũng ổn à. Để sáng mai ra coi sao.
nó có thức vụ vụ rải rải rồi nó nổi 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 lên nó gươm gươm lên. Cái này chiều ngày mai mình sẽ lấy thức ra cho nó ăn. Nó quen cái chỗ. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video lần sau. Sáng ngày mai mình sẽ quay clip lại cho mọi người xem coi mấy con cá mình nó có sống được không nha mọi người. Nếu mà sống thì mình sẽ thả thêm. Rồi mình sẽ quay thêm clip cho các bạn coi. Rồi mai mốt những cái món ăn này kia về cá thì mình sẽ làm clip cho các bạn xem nha.